Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ cùng quý vị và các bạn luận giải chi tiết về cái lá số tử vi của những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Năm 2023 là một cái năm khó khăn, chật vật với những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Bước sang năm 2024 ấy, thì nó cũng được may mắn hơn một chút, nhưng lại vướng phải cái cục diện là hại thái tuế. Vì thế mà cái vận thế của những người tuổi Quý Mão cũng có nhiều cái biến động. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm, đâu là tháng tốt để quý vị bứt phá tiến thành công, đâu là cái tháng xấu mà quý vị cần phải lưu ý? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần luận giải chi tiết ngay sau đây. Quý vị thân mến, bây giờ chúng ta cùng xét về lá số tử vi của những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng. Trong 6 tháng đầu năm 2024 năm Giáp Thìn, xem tháng nào tốt, tháng nào xấu và những người tuổi Quý Mão sẽ gặp những cái vận hạn gì và làm thế nào để nắm bắt được cái cơ hội bứt phá tiến đến cái thành công. Như quý vị đã biết, những người tuổi Quý Mão là những người sinh năm 1963, có thiên can là Quý, địa chi là Mão, người này có lá số là âm nữ, có ngũ hành nạp âm là kim bạch kim, cung mệnh là cung khảm thuộc thủy, được gọi là quán lâm chi thố, có nghĩa là thỏ qua rừng, có xương con thỏ, tướng tinh con hươu, con nhà bạch đế phú quý. Quý vị thân mến, thì để xét về cái vận trình chi tiết cái lá số tử vi của những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng trong 6 tháng đầu năm ấy, thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải xét về cái tổng quan vận hạn của năm. Từ cái tổng quan vận hạn của năm, chúng ta sẽ đưa ra được những luận đoán chính xác nhất về cái vận trình của từng tháng, giúp quý vị có thể nắm bắt cái cơ hội để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc, cũng như là để tránh xa những cái vận hạn, những cái xui rủi không đáng có. Đầu tiên chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi. Thì chúng ta có Mão gặp Thìn. Mão mộc gặp Thìn thổ, nó là cục diện là gì? Là xung khắc, đúng không ạ? Và đây Mão Thìn nó cũng là cái cục diện lục hại. Nói chung trong năm gặp cái cục diện lục hại, vậy nên là những người tuổi Quý Mão nữ mạng cũng gặp nhiều cái chuyện bất an, tài vận, sự nghiệp thì khó có những cái bước đột phá. Nói chung trong năm thì cũng có nhiều cái thị phi, vậy nên quý vị cũng cần phải cẩn trọng và cố gắng nhiều hơn nữa. Thêm nữa, cái cục diện lục hại thái tuế nó cũng khiến cho những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng ấy trở nên nóng tính hơn, trở nên là gì? Hành động thiếu cảm xúc, được theo cái cảm xúc và thiếu đi cái lý trí, thiếu đi cái sự thông minh cần thiết. Vì vậy mà nó dễ xảy ra những cái sai lầm, những cái hung họa. Thêm nữa chúng ta có Mão mộc gặp Thìn thổ. Mộc thổ là xung khắc, vậy nên trong cái năm này ấy, thì cái sức khỏe thì nó cũng sẽ bị giảm sút, và các mối quan hệ, cái mối quan hệ thì nó cũng sẽ gặp nhiều cái bế tắc, gặp nhiều cái bế tắc và không được hòa hợp, hay xảy ra những cái xung đột, những cái mâu thuẫn, những cái thị phi, những cái tai ách. Đấy. Vậy nên là gì? Đây cũng là một cái thời điểm mà quý vị cũng gặp khá nhiều cái chuyện khó khăn. Các cụ người xưa có nói là gì? Thái tuế đương đổ tọa, vô hỷ ắt hữu họa. Có thể là những cái tai ương, những cái tai họa nó có thể ập đến bất cứ lúc nào. Nói chung ấy, trong cái năm thì mưu sự thì bấp bênh, nay đêm nay đó, mà sức khỏe cũng bị sa sút, ốm đau, bệnh tật triền miên. Vì vậy, những người tuổi Quý Mão nữ mạng, quý vị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái kim bài thái tuế để hóa giải nhé, để giúp cho vận trình nó được hanh thông thuận lợi hơn. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài thái tuế mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng. Bên cạnh đó, xét về cái mối quan hệ thiên can, chúng ta có Quý gặp Giáp, đấy thì nó là thương quan. Đấy, gặp cái thương quan nó năm vận nó xuất hiện trong cái năm 2024 ấy, nó cũng cho thấy là tâm lý của những người tuổi Quý Mão sẽ bị bất an, nó ảnh hưởng xấu đến cái chất lượng công việc. Dường như là trong cái năm nay ấy, thì gia chủ không còn bất cứ cái tâm trạng nào cho công việc. Đấy. Và cái việc hợp tác làm ăn trong thời gian này cũng không có lợi. Đôi khi gia chủ cần phải có niềm tin khi mà làm ăn chung và niềm tin vào với mọi người. Nếu có hiểu nhầm ấy, thì đừng ngay lập tức nghĩ xấu về đối tác. Đấy. Mà quý vị cũng nên là gì? Tìm hiểu thật kỹ càng. Bên cạnh đó, cái ảnh hưởng của thương quan này nó cũng sẽ gì? Không có lợi. Nên là quý vị cũng cần phải cẩn trọng, kẻo bị lừa lọc, bị lừa gạt, dễ dẫn đến tình trạng là gì? Mất chức, mất quyền hoặc là bị thôi việc, nghỉ việc giữa chừng. Bên cạnh đó thì trong cái năm Giáp Thìn ấy, chúng ta có địa chi Thìn ẩn tàng ba cái thiên can Mậu, Quý và Ất.
Chúng ta có quý gặp mậu thì nó là chính quan, quý gặp quý nó là tỷ kiên, và quý gặp ất thì nó là thực thần. Nói chung ấy, trong cái thời gian này ấy, thì những người tuổi quý mão ấy, cũng có nhiều cái cutting nó trợ vận trong cái thiên can ẩn tàng. Vậy nên nó cũng ẩn chứa những cái cơ hội, những cái may mắn sẽ đến với quý vị. Đầu tiên chúng ta có quý gặp mậu thì nó là chính quan đúng không ạ? Cái chính quan nó nâng đỡ, nó giúp đỡ, nó khiến cho công việc của những người tuổi quý mão, nữ mạng ấy, gặp nhiều cái thuận lợi. Nói chung ấy, gia chủ đi làm với cái tinh thần vui vẻ, tích cực và truyền được cái năng lượng tốt, năng lượng tích cực cho cái tập thể của mình. Bên cạnh đó, bằng cái kinh nghiệm quý giá của mình thì quý vị cũng sẽ truyền cho lớp trẻ và sẽ giúp họ có được những cái bước đi, rút ngắn cái bước đi, khiến cho gì công việc nó cũng sẽ được hanh thông, thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, trong cái thời gian này thì một số người tuổi quý mão cũng có cơ hội thăng quan tiến chức. Vì vậy mà quý vị luôn được quý nhân tương trợ giúp đỡ, mọi sự sẽ được may mắn và hanh thông hơn. Thêm nữa, chúng ta có quý gặp quý nó là tỷ kiên. Cái tỷ kiên, nói chung ấy, gặp cái tỷ kiên lâm vận nên là quý vị cũng sẽ cẩn thận hơn, chỉn chu hơn trong công việc. Vì thế mà cái kết quả đạt được cũng rất là khả quan, và không ai có thể chê trách hay là ghen ghét hay là đố kỵ gì được. Không ai có thể soi mói khiến cho gì sếp cũng phải gì luôn là gì có một cái con mắt nhìn khác về các bạn. Bên cạnh đó, chúng ta có quý gặp ất thì nó thực thần. Được cái thực thần nó đứng bóng ấy, nên là trong thời gian này con đường kiếm tiền và làm giàu của những người tuổi quý mão cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. Đó, được gì thực thần chiếu mệnh nên là quý vị sẽ có nhiều cái cơ hội để mở rộng cái mối quan hệ của mình, dễ được lộc ăn uống, và đặc biệt là những người làm kinh doanh buôn bán đầu tư hoặc là những người làm nghề tự do ấy, thì cũng sẽ có cái thu nhập khá là khả quan trong thời gian này. Vậy nên là gì, quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn. Và để gia tăng thêm cái may mắn cũng như là để hóa giải những cái hung tinh do cái thương quan, do cái hạn tiểu nhân nó mang lại, thì những người tuổi quý mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân hợi mão mùi để trợ vận hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc, những thị phi, những hạn tiểu nhân ám hại, từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Bên cạnh đó, khi quý vị gặp khó khăn trắc trở thì quý nhân cũng sẽ xuất hiện kịp thời, giúp giải quyết những cái vấn đề khúc mắc đó và mang lại cái may mắn tài lộc cho gia chủ. Đấy, giúp quý vị là gì hoàn thành công việc đúng tiến độ được sao. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân. Vòng đã được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Thưa quý vị, tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận hạn của năm. Như quý vị đã biết ấy, những người tuổi quý mão sinh năm 1963 nữ mạng ấy, thì là 62 tuổi. 62 tuổi thì gặp cái sao hạn là cái sao Thái Bạch. Cái sao này nó xấu nhất vào cái tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Cái Thái Bạch nó là một cái hung tinh, nó chủ về chuyện hao tiền tốn của. Ngày xưa các cụ vẫn có câu là gì, Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Nói chung ấy, khi gặp sao Thái Bạch thì công việc kinh doanh buôn bán thì hay bị tiểu nhân quấy phá, gây ra chuyện là mất tiền mất của, có thể là bị vỡ nợ trắng tay. Bên cạnh đó, trong năm thì quý vị cũng cần đề phòng cái chuyện quan sự. Cái sao này là xấu nhất vào 3 tháng, tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch, thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý trong 3 tháng này. Bên cạnh đó thì ở cái tuổi 62 thì những người tuổi quý mão gặp cái hạn năm là cái hạn thiên la. Đấy. Cái hạn thiên la ấy, thì khi mà gặp phải thì quý vị dễ bị gì phá phách không yên, dễ bị ốm đau khó khỏi và sẽ bị hao tốn tiền bạc, hao tốn tiền của về để điều trị cái bệnh tật ấy. Nói chung ấy, cái bệnh tật này nó chủ yếu là do cái tinh thần nó gây ra. Vậy nên là những người tuổi quý mão cũng cần phải tu tâm dưỡng tính, hành thiện tích đức và năng khấn vái để được gì nhanh khỏi hơn. Và để hóa giải cái hạn sao Thái Bạch và cái hạn thiên la với những người tuổi quý mão sinh năm 1963 nữ mạng ấy, thì đầu năm quý vị nên làm một cái nghi lễ gọi là nghênh sao giải hạn. Bên cạnh đó, những người tuổi quý mão cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là vạn phúc chi nhân. Cái vạn phúc chi nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật. Mặt trước nó hình chữ vạn, mặt sau là chữ phúc, đó, được gọi là vạn phúc chi nhân. Đấy. Tăng cường cái may mắn, tăng cường cái phúc đức để gia hộ cho gia chủ. Bên cạnh đó, phía dưới nó là một cái viên đá ruby. Đá ruby là một cái loại đá quý trong phong thủy. Đá quý trong phong thủy. Và nó mang một cái nguồn năng lượng dương cao. Khi mà đeo bên mình thì nó sẽ giúp cho gia chủ có được cái sức khỏe, có được cái may mắn và có được tài lộc.
Đây là một cái vật phẩm phong thủy chuyên để hóa giải cái vận hạn như là cái sao Thái Bạch, cái hạn Thiên La, sao cái Đô, sao La Hầu vân vân, đem lại cho quý vị một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Đó. Cái vạn phúc chi nhân đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vạn phúc chi nhân mang lại cái may mắn, tài lộc, hóa giải mọi cái vận xui nó đeo bám trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn. Thưa quý vị, như vậy là gì? Trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn thì những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nữ mạng ấy, sẽ gặp rất nhiều cái vận hạn xấu, đúng không ạ? Vì thế mà quý vị cũng cần phải cẩn trọng hơn trong cái năm này. Đó. Đặc biệt là vấn đề về sức khỏe và công việc thì nó cũng sẽ không được thuận lợi, dễ bị tình trạng là mất tiền mất bạc đấy. Vậy thì trong 6 tháng đầu năm, tháng nào là tháng tốt thì dựa vào cái vận trình tổng quát của năm ấy, chúng ta sẽ cùng dự đoán nhé. Tiếp theo chúng ta xem tháng 3 là tháng Mậu Thìn. Chúng ta có Mão Mộc và Thìn Thổ, Mộc Thổ là xung khắc. Vậy nên trong thời gian này các mối quan hệ thì nó sẽ đi xuống, sức khỏe thì nó cũng sẽ bị sa sút. Thêm nữa, Mão gặp Thìn nó là cục diện lục hại. Cái cục diện lục hại nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Quý Mão dễ gặp những chuyện bất an, tài vận, sự nghiệp thì khó có bước đột phá trong năm 2024. Bên cạnh đó, trong cái tháng này thì lại gặp nhiều cái chuyện thị phi và có thể gặp những cái tai nạn hình thương bất ngờ nó ập đến. Bên cạnh đó chúng ta có Quý gặp Mậu thì nó là gì? Nó là chính quan. May mắn là có chính quan nó tương trợ, nó giúp đỡ nên là công việc, sự nghiệp thì cũng sẽ hanh thông thuận lợi. Nói chung với những người tuổi Quý Mão đi làm với cái tinh thần vui vẻ phấn chấn nên là học hỏi được rất nhiều điều. Quý vị không ngại khó khăn, không ngại gian khổ. Nói chung với trong thời gian này thì những người nào mà muốn thăng lương tăng chức thi cử thì cũng sẽ gặp được thuận lợi, do luôn có quý nhân đứng đằng sau tương trợ nâng đỡ, mọi sự sẽ được may mắn và hanh thông. Bên cạnh đó, quý vị đã biết cái địa chi Thìn thì nó ẩn tàng ba thiên can Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có Quý gặp Mậu thì nó là chính quan, Quý gặp Quý nó là tỷ kiên, và Quý gặp Ất thì nó là thực thần. Như vậy là gì? Trong thời gian này chúng ta có Quý gặp Mậu thì nó là chính quan, được chính quan tương trợ giúp đỡ nên là công việc của những người tuổi Quý Mão sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. Đó, luôn có được quý nhân bên cạnh nên là gì? Mọi sự sẽ được may mắn và hanh thông. Nếu quý vị nắm bắt được cơ hội thì đây cũng là cái thời điểm để quý vị bứt phá cái sự nghiệp của mình lên. Thêm nữa chúng ta có Quý gặp Quý nó là tỷ kiên. Cái tỷ kiên nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Quý Mão trong thời gian này trở nên cẩn thận hơn, chỉn chu hơn, tỉ mỉ hơn trong cái công việc. Từ đó mà sẽ được đồng nghiệp đánh giá cao, được cấp trên ghi nhận những cái thành quả mà quý vị đã đạt được. Và không ai có thể thắc mắc hay là ghen tị đố kỵ gì được với những người tuổi Quý Mão nữ mạng trong thời gian này. Thêm nữa chúng ta có Quý gặp Ất là thực thần. Cái thực thần nó cũng báo hiệu trong thời gian này thì những người tuổi Quý Mão ấy có lộc ăn uống, để có cơ hội được kết nối giao lưu hợp tác với mọi người xung quanh. Và cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu nó cũng sẽ đến nhanh trong cái thời gian này. Đấy. Vì thế mà quý vị có thể tận dụng cái thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm tài lộc cho mình nhé. Bên cạnh đó trong tháng 3 thì có lưu niên mộ nhập mệnh. Lưu niên mộ nhập mệnh, cái lưu niên mộ nhập mệnh nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Quý Mão được tự tin thể hiện cái cá tính của mình mà không sợ bị người khác chỉ trích hay là nói xấu. Nói chung là thời gian này bản mệnh chỉ muốn tập trung vào cái công việc chính mà không muốn lãng phí cho cái việc tầm phào bên ngoài. Chính vì vậy mà cũng sẽ tránh xa được những cái chuyện thị phi tai ách nó đeo bám. Thêm nữa, chúng ta có trong tháng này thì chúng ta có cái lưu niên Thái Tuế và Phục Binh. Cái Phục Binh nó chủ với sự mờ ám, chủ với sự thị phi, chủ với sự gì chờ đợi mang tính bất ngờ đấy. Tượng nó là trộm cắp, là du côn, là azua, hoặc là gì, nó mang những kế hoạch mờ ám, tức là nó tượng trưng là gì, cái tiểu nhân hãm hại và gì tiểu nhân là gì, hại lén sau lưng đấy. Thêm nữa, cái lưu niên Thái Tuế thì các cụ và các quý vị đã biết đấy, Thái Tuế đương đồ tọa vô hỷ ắt hữu hoạn. Vậy nên quý vị cũng cần phải cẩn thận với cái tài vận, cái tài lộc của mình nhá. Nói chung trong tháng này thì mặc dù gặp cục diện lục hại ấy, nhưng mà nó cũng có rất nhiều cái cát tinh nó hỗ trợ. Vậy nên là gì? Đây cũng là một cái tháng tốt. Tháng tốt mà những người tuổi Quý Mão cũng nên tận dụng để gia tăng thêm cái may mắn cho mình. Tiếp theo, chúng ta xét tháng 4. Tháng 4 là tháng Kỷ Tỵ. Chúng ta có Mão Mộc gặp Tỵ Hỏa là gì? Được cục diện là Mộc Hỏa tương sinh. Vậy nên trong thời gian này sức khỏe nó cũng tốt lên, đúng không ạ? Các mối quan hệ thì nó cũng sẽ được gì? Hòa hợp hơn. Thêm nữa chúng ta có Quý gặp Kỷ thì nó là thất sát.
cái thất sát này nó cũng sẽ khiến cho cái tâm lý của những người tuổi Quý Mão bị ảnh hưởng nhất định, nó ảnh hưởng không tốt đến cái chất lượng công việc. Hơn nữa, ở trong thời gian này thì quý vị cũng nên cẩn trọng trong cái công việc vì dễ có kẻ tiểu nhân tranh đấu quấy phá hãm hại. Nói chung những người tuổi Quý Mão là những người thông minh, nhanh nhẹn, năng động. Nhưng ấy, nói chung là quý vị hơi nóng tính và rất dễ bị kích động. Thì đó nó cũng là cái sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng để phá hoại cái sự nghiệp của gia chủ. Bên cạnh đó thì chúng ta có địa chi tị ẩn tàng ba thiên can, Bính, Mậu và Canh. Quý gặp Bính thì nó là chính tài, Quý gặp Mậu là chính quan, Quý gặp Canh nó là chính ấn. Đó. Thì nói chung ấy là trong cái thiên can ẩn tàng vẫn còn chứa những cái cát tinh. Đó. Quý gặp Bính thì nó là chính tài, cái chính tài nó cũng sẽ gì khuyên quý vị là nên tập trung vào công việc chính, cái thu nhập vẫn có đấy. Chỉ cần quý vị không ngừng nỗ lực thì nói chung cũng không phải lo cái chuyện là thiếu ăn thiếu mặc. Thêm nữa có Quý gặp Mậu thì nó là chính quan. Được cái chính quan nó tương trợ, nên là trong thời gian này thì công việc nó sẽ được hanh thông thuận lợi, sự nghiệp thì có nhiều cái bước đột phá mới. Đó. Hơn nữa, những người tuổi Quý Mão ấy, nói chung trong thời gian này đi làm với cái tinh thần là vui vẻ, học hỏi được rất nhiều điều bổ ích, cũng như là truyền dạy những kinh nghiệm, những cái kiến thức của mình cho cái thế hệ kế cận. Vì thế mà gì cũng sẽ giúp cho tập thể có được những cái bước tiến mới trong cái thời gian này, rút ngắn cái đường đi và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc nhé. Thêm nữa chúng ta có Quý gặp Canh thì nó là chính ấn, được chính ấn hỗ trợ giúp đỡ nên là nó cũng sẽ giúp quý vị củng cố được cái quyền uy, củng cố được cái lợi thế của mình. Đó. Bên cạnh đó thì trong thời gian này quý vị có lưu niên rơi vào đất tuyệt. Cái lưu niên tuyệt nó nhập mệnh ấy, nó cũng đẩy mọi thứ đi theo cái chiều hướng không thể lường trước được. Nói chung là các mối quan hệ thì gặp nhiều cái rắc rối bế tắc, thiếu đi cái sự hài hòa. Và trong thời gian này thì những người tuổi Quý Mão có xu hướng khép mình lại, ngại tranh đấu, nhưng mà vẫn khó tránh khỏi được những cái thị phi hay là cái hạn tiểu nhân vì cái va chạm thường ngày trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Đó. Vì vậy mà quý vị cũng cần phải hết sức đề phòng. Thêm nữa lại gặp lưu niên đại hao và cái thiên không. Đó. Quý vị đã biết cái đại hao nó chủ về cái chuyện hao tài tốn của, nó chủ về cái sự mất mát, đúng không ạ? Nói chung ấy, quý vị trong thời gian này dễ bị tiêu xài phung phí hào phóng, thích tiêu pha tiền to hoặc là thích đầu tư lớn, nên là dễ bị hao tài tốn của, lâm vào cảnh túng thiếu hoặc là bị hãm hại, khiến cho gì cái tài lộc của mình nó bị thất thoát. Nói chung ấy, trong cái tháng này nó là một tháng xấu nhá, tháng này là tháng xấu mà quý vị cần phải lưu ý đấy. Với nữ mạng thì nó xấu, nam mạng có khả năng tốt nhưng nữ mạng lại xấu hơn. Tiếp theo chúng ta xét đến cái tháng 5, nó là tháng Canh Ngọ. Thì trong tháng 5 ấy, thì chúng ta có gì? Mão gặp Ngọ là cục diện tương phá. Vậy nên là gì? Gặp cục diện tương phá nên là trong cái năm 2024, đặc biệt là tháng 5 âm lịch, thì những người tuổi Quý Mão ấy sẽ gặp phải những cái thất bại, những cái tổn thất trong chuyện làm ăn kinh doanh. Bên cạnh đó cái vận may thì nó sa sút, tiền bạc thì nó cũng sẽ kém. Lại thêm gì cái hạn tiểu nhân và cái họa thị phi nó vây quanh. Vì thế mà nó khiến cho những người tuổi Quý Mão trong thời gian này cũng gặp nhiều cái áp lực, gặp nhiều cái trắc trở trong cuộc sống. Thêm nữa chúng ta có Quý gặp Canh thì nó là gì? Nó là chính ấn. Thì được chính ấn nó tương trợ giúp đỡ, nên là trong công việc thì nó cũng sẽ gặp nhiều cái thuận lợi hơn. Đó. Nói chung ấy, quý vị sẽ củng cố được cái vị thế, củng cố được cái quyền uy, củng cố được cái tiếng nói của mình trong cái thời gian này, và sẽ mang lại cho tập thể những cái thành tựu nhất định khiến cho mọi người phải ngưỡng mộ. Bên cạnh đó chúng ta có cái địa chi Ngọ này, nó ẩn tàng hai thiên can Đinh và Kỷ. Chúng ta có Quý gặp Đinh thì nó là thiên tài, Quý gặp Kỷ nó là thất sát. Như vậy là gì? Gặp cái thiên tài thì quý vị có cơ hội kiếm tiền làm giàu, có cơ hội được gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Và cái thất sát thì nó báo hiệu là trong thời gian này thì quý vị sẽ gặp những khó khăn, những trắc trở trong công việc. Công việc thì luôn có kẻ tiểu nhân hãm hại, gây khó khăn, khiến cho quý vị phải phiền lòng, phải bận tâm. Thêm nữa lại có cái lưu niên thai nó nhập mệnh. Cái lưu niên thai nó nhập mệnh thì nó cho thấy là những người tuổi Quý Mão trong thời gian này thường có xu hướng xử lý vấn đề bằng cái cảm xúc, thiếu đi cái lý trí và cái sự khôn ngoan cần thiết. Nhưng trong thời gian này nếu mà gia chủ mà đủ chậm lại một chút, chịu khó lắng nghe những lời khuyên của mọi người thì sẽ hạn chế được những rắc rối, nhất là cái chuyện thương thảo hợp đồng hoặc là ký kết làm ăn ấy,
thì nếu như mà gia chủ nóng tính quá thì khó giữ được cái ưu thế trên cái bàn đàm phán. Vì thế, những người tuổi Quý Mão cần phải chuẩn bị tâm lý trước, hãy bình tĩnh đối mặt với những cái tình huống éo le có thể xảy ra trong thời gian này. Bên cạnh đó, trong cái tháng này lại có lưu niên bệnh phù nó chiếu mệnh, đúng không? Bệnh phù nó chiếu mệnh. Cái bệnh phù nó chủ về cái sự đau yếu bệnh tật. Bệnh phù nó cũng chỉ về bệnh tật như là cái bệnh mãn tính, bệnh kinh niên và những cái bệnh ốm đau nhất thời, ốm vặt đấy. Nói chung gặp cái bệnh phù này thì quý vị dễ mắc bệnh, nếu dễ mắc bệnh thì quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé. Lại thêm cái tang môn nữa, tang môn nó chủ về cái sự tang tóc, chủ về sự chết chóc, chủ về sự buồn rầu. Vì thế mà khi gặp cái tang môn ấy thì quý vị cũng sẽ gặp nhiều cái bế tắc đấy, dễ gặp những cái hung họa trong cuộc sống. Đó. Như vậy trong cái tháng này, cái tháng này nói chung ấy thì là cái tháng mà cũng xấu với nữ mạng nhé, xấu với nữ mạng, đó, không được tốt. Tiếp theo chúng ta xét đến cái tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch nó là tháng Tân Mùi. Chúng ta có Mùi gặp Mão là cục diện tam hợp, thì được cái cục diện tam hợp quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là trong cái tháng 6 âm lịch ấy, thì với sự xuất hiện của quý nhân, những người tuổi Quý Mão cũng sẽ được nâng đỡ trên cái vận trình công việc, sự nghiệp. Mặc dù bản thân cũng đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn này, những thử thách này, nhưng nhờ có thêm cái sự dẫn đường chỉ lối của quý nhân ấy, nên là gia chủ sẽ tiến hành nhanh hơn và tiết kiệm được rất nhiều tiền bạc, thời gian lẫn công sức. Bên cạnh đó chúng ta có Quý gặp Tân thì nó là gì? Nó là thiên ấn. Nó là thiên ấn. Vậy nên là trong thời gian này thì lại được thiên ấn nó trợ dự lực, nó giúp đỡ. Nên nó cũng chỉ ra rằng một vài cái mục tiêu, một vài cái dự định của những người tuổi Quý Mão cũng sẽ dễ trở thành hiện thực và dễ đạt được những kết quả cao. Thêm nữa, cái địa chi Mùi nó ẩn tàng ba thiên can Kỷ, Ất và Đinh. Chúng ta có Quý gặp Kỷ nó là xuất sát, Quý gặp Ất nó là thực thần và Quý gặp Đinh thì nó là gì? Nó là thiên tài. Như vậy là trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn chứa những cái cát tinh, ẩn chứa những cái cát tinh và hung tinh. Chúng ta có Quý gặp Kỷ gặp Thất Sát thì Thất Sát cũng cảnh báo quý vị cần phải cẩn trọng trong công việc, cẩn trọng trong sự nghiệp của mình, vì có gì, vì có Thất Sát, vậy nên là cũng dễ xảy ra những chuyện tranh quyền đoạt lợi hoặc là tranh đoạt về quyền lợi, khó giữ được cái ưu thế tốt lành của mình. Thêm nữa chúng ta có Quý gặp Ất thì nó là thực thần. Cái thực thần đứng bóng nó cũng nói lên rằng là trong thời gian này quý vị có nhiều cái cơ hội để giao lưu, gặp gỡ, hợp tác làm ăn kinh doanh với những người khác. Bên cạnh đó cái thực thần nó đứng bóng nó cũng sẽ giúp cho quý vị có được nhiều cái may mắn và tài lộc hơn. Đặc biệt là với những người mà kinh doanh tự do ấy, thì sẽ có nhiều lục đá vây quanh. Bên cạnh đó chúng ta có Quý gặp Tân thì Quý gặp Đinh thì nó là thiên tài. Cái thiên tài nó cũng mở ra nhiều cái cơ hội kiếm tiền và làm giàu. Nó sẽ giúp cho quý vị có được cái may mắn và có được cái tài lộc nhiều hơn. Thêm nữa trong tháng lại có lưu niên dưỡng nhập mệnh. Đó. Cái lưu niên dưỡng nhập mệnh nó cho thấy là gì? Trong thời gian này những người tuổi Quý Mão cũng rất chịu thương chịu khó. Nói chung ấy, gia chủ luôn sẵn sàng đối diện với những cái trở ngại, với những cái khó khăn nó xuất hiện trong cái tháng này. Không một chút kêu ca, không một chút oán giận. Nói chung ấy, không những thế mà trong cái tháng 6 âm lịch ấy, những người tuổi Quý Mão còn thể hiện rất tốt cái khả năng ăn nói, giao tiếp, nổi trội của mình. Cách cư xử hào phóng và cái tính cách đáng tin cậy như vậy ấy, nó sẽ là một cái bàn đạp khiến cho quý vị được may mắn tài lộc trong những cái thời gian tiếp theo. Đó. Vậy nên đây là một cái tháng cũng khá là may mắn ấy, lại thêm được cái thiếu âm và cái hỷ thần. Cái hỷ thần nó chủ về cái sự vui vẻ may mắn đó. Còn cái sao thiếu âm thì nó chủ về được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp cho mọi việc được thuận lợi, hanh thông và may mắn hơn. Vậy nên đây cũng là một cái tháng tốt nhá. Đây là một cái tháng tốt mà những người tuổi Quý Mão hãy nên nắm bắt lấy để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963, nữ mạng. Trong cái 6 tháng đầu năm ấy, thì quý vị có cần phải lưu ý hai cái tháng, tháng 4 và tháng 5, đây là hai cái tháng xấu. Còn các tháng tốt, tốt nhất thì có lẽ là tháng 6 âm lịch, đây là một cái tháng cực kỳ là tốt lành, hanh thông. Quý vị có thể tận dụng cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc trọn đời cho mình nhé. Đó là những người tuổi Quý Mão trong 6 tháng đầu năm. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái vận trình của những người tuổi Quý Mão trong cái tháng 3 âm lịch.
Tháng Ban Bình nó tháng Mậu Thìn, chúng tháng Mão Mộc gặp Thìn Thổ, tức là Mộc Thổ là xung khắc. Hơn nữa lại gặp gì? Mão và Thìn lại là cục diện lục hại thái tuế. Vậy nên là gì? Trong cái tháng 3 âm lịch ấy, thì đây là một cái tháng mà sức khỏe thì cũng kém. Công việc thì cũng gặp nhiều cái bất lợi, trắc trở, khó khăn. Đó. Và luôn có tiểu nhân đeo bám nên là cũng khó đạt được kết quả như ý. Quý vị nỗ lực gấp 5, gấp 10 lần người khác mà kết quả cũng chỉ đạt được 1 phần 2, 1 phần 3. Nhưng mà dù sao ấy thì cứ làm là có kết quả cũng đã là tốt rồi. Trong cái năm bị lục hại thái tuế đúng không ạ? Thêm nữa chúng ta quý gặp Mậu thì nó chính quan. Cái chính quan nó cũng mang lại nhiều cái niềm vui trong công việc. Nó sẽ mang lại cái sự thuận lợi trong công việc, trong sự nghiệp của những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Nói chung ấy, trong tháng này thì quý vị làm việc với cái tinh thần vui vẻ, phấn khởi, học hỏi được rất nhiều điều hữu ích. Bên cạnh đó, những người thuộc Quý Mão là những người mà cũng không ngại đón nhận những khó khăn, những vất vả. Và trong thời gian này, các bác nào có ý định thăng quan tiến chức, tăng lương tăng thưởng ấy, thì cũng sẽ dễ đạt được nhá. Đó. Thêm nữa, trong cái địa chi Thìn nó ẩn tàng ba thiên can Mậu, Quý và Ất. Chúng ta có Quý gặp Mậu thì nó là chính quan. Đó. Quý gặp Quý nó là tỷ kiên và Quý gặp Ất thì nó thực thần. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng nó vẫn ẩn chứa những cát tinh. Đó. Quý gặp Mậu là chính quan thì cái chính quan nó cũng sẽ giúp cho con đường công danh sự nghiệp được thuận lợi hơn. Cái tỷ kiên này sẽ giúp cho quý vị và các bạn cẩn thận hơn trong công việc, trong cái cuộc sống và đưa ra được những quyết định chính xác. Có thực thần nó nói rằng trong tháng 3 quý vị cũng có lộc ăn uống và cũng sẽ có cơ hội làm giàu và kiếm tiền. Đặc biệt là những người làm nghề tự do hay là kinh doanh buôn bán ấy, thì sẽ được lợi hơn hẳn so với những người khác. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì quý vị lại lâm vào, có lưu niên lâm vào đất đế vượng. Cái đế vượng nó nhập mệnh nó cũng nói lên rằng là gì? Những người tuổi Quý Mão trong thời gian này dễ trở nên cao ngạo hơn khi thấy bản thân mình có thành tích còn người khác thì không. Nếu mà gia chủ còn duy trì cái thái độ này thì cuộc sống của gia chủ sẽ phải lao đao lận đận vì có người khác ghen ghét đố kỵ và luôn tìm cách hãm hại. Vậy nên là gì? Cái cuộc sống dĩ hòa vi quý là cái điều mà những người tuổi Quý Mão cần phải thực hiện trong thời gian này. Thêm nữa, trong tháng này có lưu niên Thái Tuế và Thanh Long. Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là cái vị thần sát lớn nhất trong năm. Bị án ngữ nên là quý vị cũng cần phải cẩn trọng trong công việc nhé. Còn cái sao Thanh Long nó là một cái sao tốt, nó cũng mang lại nhiều cái thuận lợi, may mắn cho những người tuổi Quý Mão. Vì nên tổng quan lại thì đây cũng là một cái tháng tốt nhé. Một tháng tốt, mặc dù gặp cục diện lục hại, nhưng mà với những người tuổi Quý Mão thì cũng sẽ gặp được cái thuận lợi nhất định trong cuộc sống cũng như là trong công việc. Vậy nên đây là một cái tháng mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm. Tiếp theo chúng ta xếp tháng 4 là tháng Kỷ Tỵ đúng không ạ? Chúng ta Tỵ gặp Mão, Mão Mộc gặp Tỵ Hỏa, được cục diện là một hỏa tương sinh. Vậy nên trong thời gian này sức khỏe nó khá là tốt. Sức khỏe tốt, các mối quan hệ thì nó cũng trở nên hài hòa hơn, điềm đạm hơn. Bên cạnh đó chúng ta có Quý gặp Kỷ thì nó thất sát. Cái cục diện thất sát này nó ảnh hưởng, nó cũng sẽ gây khó khăn, trắc trở. Quý vị cần phải cẩn thận trong cái công việc vì dễ có kẻ tiểu nhân tranh đấu quấy phá. Những người tuổi Quý Mão là những người thông minh năng động nhưng lại rất dễ bị kích động trong cái tháng 4 này. Vì thế mà quý vị cũng cần phải cẩn trọng về cái lời ăn tiếng nói, kiểu gì gây tổn thương hay là gây mất lòng người khác. Thêm nữa, chúng ta có địa chi Tỵ nó ẩn tàng ba thiên can Bính, Mậu và Canh. Chúng ta có Quý gặp Bính thì nó là chính tài, Quý gặp Mậu thì nó là chính quan và Quý gặp Canh thì nó là chính ấn, đúng không? Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng vẫn chứa những cát tinh. Quý gặp Bính thì nó chính tài, nó giúp cho cái công việc tài lộc của quý vị nó thuận lợi hơn. Quý gặp Mậu là chính quan thì cái chính quan nó nâng đỡ, nó cũng sẽ giúp cho vận trình nó được hanh thông thuận lợi và có cơ hội được thăng quan tiến chức. Cái chính ấn nó cũng sẽ giúp cho gia chủ Quý Mão sinh năm 1963 ấy, có thể củng cố cái vị thế, củng cố cái địa vị, củng cố cái quyền uy của mình. Bên cạnh đó, trong cái tháng này có lưu niên Lâm Quan nó nhập mệnh. Cái Lâm Quan nhập mệnh nó cho thấy là những người tuổi Quý Mão trong cái tháng 4 này cũng duy trì được một năng lượng khá là tích cực. Dù việc lớn hay việc nhỏ thì gia chủ cũng không nề hà và ai nhờ cũng làm. Nói chung con giáp này thì nổi bật với cái tư duy nhạy bén, với khả năng phân tích của mình thì cũng sẽ được chú ý vì có những cái đánh giá khác biệt mới lạ so với mọi người. Tuy nhiên vì cái sự khác biệt nên là đôi khi không phải mọi người cũng đều hiểu. Nhưng mà quý vị hãy cứ hành động, hãy cứ làm, hãy cứ cống hiến. Khi mà có thành quả nhất định rồi thì mọi người cũng sẽ phải chắc chắn phải công nhận mà thôi. Bên cạnh đó trong tháng có liên liên Tiểu Hao và cái Thiên Không ấy,
Vậy nên quý vị cũng cần phải cẩn trọng trong vấn đề tiền bạc của mình nhé. Vì cái tiểu hao nó chủ về chuyện hao tài tốn của, hao tốn về tiền bạc. Đó. À, thêm nữa là trong tháng này có lưu niên thiếu dương. Cái thiếu dương nó là một cái cát tinh. Đấy. Nó là một cái sao có nhiều tài năng, có khả năng giải cứu tốt. À, nên là gì? Nó cũng sẽ hóa giải phần nào cái cục diện tiểu hao này đi. Và cũng sẽ mang lại một số cái thuận lợi, cái may mắn, hanh thông cho những người tuổi Quý Mão 1963. Như vậy là trong tháng này, mặc dù là công việc nó hơi trắc trở một chút, nhưng mà vẫn có nhiều cái vận may nó đến. Đây cũng là một cái tháng tốt nhé. Tốt với những người tuổi Quý Mão. Chỉ cần quý vị cẩn trọng trong chuyện lời ăn tiếng nói và cái công việc ấy, nên tập trung vào thì cũng sẽ gì có được cái may mắn đầy mình. Tiếp theo chúng ta xem tháng 5 là tháng Canh Ngọ. Tháng Canh Ngọ chúng ta có cục diện Mão Ngọ là cục diện tương phá. Nói chung gặp cái cục diện tương phá này thì nó cũng sẽ khiến cho những người tuổi Quý Mão dễ gặp phải những cái thất bại, những cái tổn thất trong chuyện làm ăn kinh doanh. Cái vận may thì nó sa sút, vận tiểu nhân thì nó tăng lên, đúng không ạ? Bị tiểu nhân bủa vây, thị phi nó đeo bám, nên là đây là một cái tháng mà cũng khá là vất vả, khá là nhiều chuyện. À, thêm nữa chúng ta có Quý gặp Canh thì nó là chính ấn. À, thưa quý vị, Quý gặp Canh là chính ấn thì cái chính ấn nó cũng mang lại cái may mắn, tài lộc nhất định cho những người tuổi Quý Mão. Được chính ấn che chở giúp đỡ nên là quý vị sẽ củng cố được cái vị thế, củng cố được cái quyền lực, củng cố được cái địa vị của mình trong công việc cũng như là trong cái cuộc sống. À, thêm nữa là trong cái tháng 5 ấy, tháng Canh Ngọ chúng ta có Ngọ ẩn tàng hai thiên can, Đinh và Kỷ. Chúng ta có Quý gặp Đinh thì nó là thiên tài, Quý gặp Kỷ nó là thất sát. Như vậy là gì? Nhờ có tài tinh nó chiếu mệnh, thiên tài chiếu mệnh ấy, mà trong cái tháng này thì quý vị vẫn có được những cơ hội kiếm tiền và làm giàu, có được những cái cơ hội đột phá. Nếu như mà nắm bắt được cái cơ hội này thì cũng sẽ gì khiến cho tài lộc của mình nó được gia tăng đáng kể, có thể trở thành đại gia trong sau một đêm. À, thêm nữa chúng ta có Quý gặp Kỷ thì nó thất sát. Cái cục diện thất sát nó cũng cảnh báo những người tuổi Quý Mão ấy thì cũng nên cẩn trọng hơn trong cái công việc, vì dễ có tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, đấu đá đó. À, bên cạnh đó trong tháng này có lưu niên Tăng Môn và Tướng Quân. Cái Tướng Quân nó chủ về cái sự uy quyền, chủ về sự quyền lực, chủ về cái sự dẫn dắt, lãnh đạo. Vậy nên là trong tháng này thì quý vị cũng có là thể hiện được cái tài năng lãnh đạo của mình. À, vậy nên là gì? Quý vị có thể nhân cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn nhé. À, bên cạnh đó thì quý vị lại gặp cái liên Tăng Môn, nó chủ về chuyện tăng tóc, buồn phiền, chết chóc. Vì thế mà quý vị cũng cần phải cẩn thận bảo vệ sức khỏe cũng như tính mạng của mình để cho mọi sự được thuận lợi và hanh thông hơn. À, thêm nữa trong cái tháng 5 này có lưu niên Quan Đới nhập mệnh. Cái Quan Đới ấy, thì nó cũng tạo điều kiện thuận lợi nên là cái vận quý nhân nó tăng lên, mọi sự thuận lợi vì được gì nhiều người giúp sức. Vậy nên là gì, à, quý vị cũng cần phải là gì có sự biết ơn đối với những người khác đó, thể hiện cái sự biết ơn đối với những người khác để được may mắn và tài lộc nhiều hơn đó. Như vậy là gì, trong cái tháng 5 ấy mặc dù gặp cục diện tương hại nhưng mà lại được rất nhiều cát tinh nó che chở, nó giúp đỡ. Vậy nên đây cũng là một cái tháng mà may mắn nhá, may mắn tốt lành với những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 nam ạ. À, tiếp theo chúng ta cùng xét đến cái tháng 6 là tháng Tân Mùi, đúng không? Tháng Tân Mùi thì chúng ta có Mão gặp Mùi, nó là cục diện tam hợp, được cục diện tam hợp che chở nâng đỡ. Vậy nên là gì, trong cái tháng 6 này, những người tuổi Quý Mão nam mạng sẽ đón nhận cái vận trình rực sáng và thăng hoa do được tam hợp quý nhân nó trợ mệnh. Gia chủ đang có những cái bước tiến rõ rệt trên con đường công danh sự nghiệp. Nói chung ấy, những người tuổi Quý Mão biết mục tiêu của mình là gì và không ngừng nỗ lực đấy để gì thực hiện cái mục tiêu đó. Các nhiệm vụ dù lớn hay nhỏ thì cũng được gì được các trên giao ấy, thì quý vị cũng thực hiện ở cái mức trách nhiệm cao nhất. Không chỉ công việc mà cái tháng này thì cái tài lộc của những người tuổi Quý Mão ấy cũng sẽ được thêm thăng hoa. À, con đường kiếm tiền ngày càng mở rộng. Những người làm công ăn lương ấy thì cũng có thu nhập ổn định. Còn những người buôn bán kinh doanh thì khỏi phải nói, được phát đạt giàu có. À, thêm nữa chúng ta có Quý gặp Tân thì nó là cái thiên ấn. À, thiên ấn. Như vậy là gì? Được thiên ấn nó trợ lực, nó giúp đỡ nữa. Nên là trong cái tháng 6 này thì những người tuổi Quý Mão ấy cũng sẽ thực hiện được những cái mục tiêu, những cái dự định cá nhân của mình và thu hoạch được những kết quả không ngờ.
Vì vậy, quý vị hãy nắm bắt lấy cơ hội này, cơ hội ngàn năm mới có một lần, đừng có để nó bỏ qua. Đó. Mặc dù là vẫn còn những khó khăn ấy, nhưng mà bằng cái sự nỗ lực của chính mình ấy, thì những người từ Quý Mão sẽ vượt qua tất cả và có được cái thành công. Bên cạnh đó, chúng ta có địa chi mùi nó ẩn tàng ba thiên can Kỷ, Ất và Đinh. Quý gặp Kỷ thì nó là thất sát, Quý gặp Ất là thực thần và Quý gặp Đinh thì nó là thiên tài. Như vậy là gì? Trong cái thiên can ẩn tàng vẫn có ẩn tàng những hung tinh và những cát tinh. Thì đầu tiên chúng ta biết Quý gặp Kỷ là thất sát ấy, thì cái cục diện thất sát nó cảnh báo những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 năm mạng nên cẩn trọng hơn trong công việc của mình, cẩn trọng với kẻ tiểu nhân, cẩn trọng với đồng nghiệp, cẩn trọng với tất cả mọi người. Kẻo lại gì? Bị ganh ghét đố kỵ mà sinh ra cái sự hãm hại. À, bên cạnh đó chúng ta có Quý gặp Ất thì nó là thực thần. Cái thực thần nó báo hiệu rằng trong cái tháng 6 âm lịch này, quý vị sẽ gì có lộc ăn uống đấy, có nhiều cái cơ hội để mở mang, để học hỏi thêm được nhiều kiến thức mới đó. Thêm nữa chúng ta có Quý gặp Đinh thì nó là thiên tài, lại được cái thiên tài chiếu mệnh, nó cũng nói lên rằng là gì, những người tuổi Quý Mão sẽ có nhiều cái cơ hội để phát tài phát lộc, để có nhiều cái cơ hội để gia tăng thêm cái vận may về tài chính cho mình đó. Nói chung ấy, cái tháng này cũng là một cái tháng khá là tốt khi mà lại có thêm cái lưu niên thiếu âm và cái tấu thư. Đó. Cái tấu thư nó là một cái sao nó chủ về ăn nói viết lách, chủ về cái sách vở, chủ về văn chương, chủ về cái lý luận, chủ về cái sự thông tuệ. Vậy nên là gì? Trong thời gian này đặc biệt các bác nào làm kinh doanh buôn bán ấy, làm đàm phán ấy thì cũng sẽ rất có lợi nhá. Đấy, thêm nữa là gì? Chúng ta có cái lưu niên thiếu âm nữa. Cái thiếu âm nó cũng là một cái sao tốt, nó cũng sẽ mang lại cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Quý Mão 1963. Đó. Cái sao thiếu âm này nó là một cái quý nhân, nó là một cái cát tinh. Nó chủ về sự thông minh, vui vẻ, hòa nhã. Và khi mà gặp được cái thiếu âm chiếu mệnh ấy, thì quý vị sẽ được quý nhân hỗ trợ và tăng thêm cái may mắn cát tường. Đó. Bên cạnh đó trong tháng này quý vị gặp cái lưu niên mộc dục. Cái mộc dục nó đôi khi nó khiến cho những người tuổi Quý Mão ấy có cảm giác là không được ổn định, cảm thấy trông chênh, cảm thấy bất an. Đó. Nhưng mà quý vị yên tâm, để có bất an, có trông chênh thế nào ấy, thì quý vị cũng cứ hành động hết sức đấy, để gia tăng thêm cái vận may về tài lộc, tiền bạc cho mình. Vậy nên là gì? Cái tháng 6 nó cũng là một cái tháng tốt nhé. Thưa quý vị, như vậy là gì? Nói chung là trong 6 tháng đầu năm ấy, thì đây là những cái thời điểm khá là tốt lành, may mắn với những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963. Có lẽ là do vận thế cũng đã bù đắp được những cái vất vả khó khăn của thời điểm trước đó, và nay cũng là một cái thời cơ để quý vị có thể bứt phá, tiến đến cái thành công. Đó. Bên cạnh đó thì trong 6 tháng đầu năm ấy, thì nói chung là quý vị cũng chỉ gặp những cái xung sát nhỏ thôi, chứ không có cái biến động nào quá lớn ảnh hưởng xấu đến cái vận thế của mình. Vậy nên quý vị có thể nhân cái cơ hội này để gia tăng thêm cái may mắn và tài lộc cho mình nhé. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Quý Mão sinh năm 1963 năm mạng trong cái 6 tháng đầu năm của năm 2024 năm Giáp Thìn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.